đội tuyển Ả Rập Xê Út và đội tuyển Nhật Bản trở thành niềm tự hào của châu Á khi tạo nên cơn địa chấn trước đội tuyển Argentina và đội tuyển Đức. Còn đội tuyển Hàn Quốc có thể làm được điều tương tự khi tranh tài với một đại diện Nam Mỹ khác là Uruguay. Điều gì cũng có thể xảy ra. Đội tuyển Uruguay, đội tuyển Hàn Quốc, 20 giờ ngày 24 tháng 11, trực tiếp trên VTV2 và VTV Cần Thơ.